Hello anh em, đây là Đăng Vũ. Hôm qua ấy, thì Microsoft đã âm thầm ra mắt online hai thiết bị của họ. Mình rất bất ngờ, đó là Microsoft ra mắt chiếc Microsoft Surface Laptop Go, một chiếc máy nhỏ hơn, gọn hơn chiếc Surface Laptop mình đang có ở đây, Laptop 3, và ra phiên bản kế nhiệm của Surface Pro X. Nhưng mà Microsoft không gọi tên nó là một phiên bản Pro X mới, ví dụ như là XN2, mà nó chính là chiếc Surface Pro X SQ2, nó sử dụng một con chip mới. Và trong buổi giới thiệu đó, Microsoft nói là nó có thể sử dụng được những cái app, những cái phần mềm 64 bit. Vậy mình sẽ tổng hợp tất cả về hai phiên bản máy mới này cho anh em ở ngay trong video này nhá. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc Surface Laptop Go, chiếc máy mà mình nghĩ là rất bất ngờ khi Microsoft tung ra một con laptop có ngoại hình nhỏ hơn như vậy. Mình nghĩ là ok, nó có thể ra Surface Pro 8 hoặc là ra Surface Pro X2 là không có gì có ngạc nhiên cả, nhưng mà chiếc laptop Go này thật sự là làm mình rất là ngạc nhiên. Anh em có thể vào trang Đăng Vũ vào phần tin tức ấy, thì bên mình sẽ cập nhật những cái tin tức về công nghệ mới nhất, xịn sò nhất ở mục tin tức nhá. Anh em hãy vào trong đó. Chiếc Surface Laptop Go này thì có màn hình là 12.4 inch anh em nhá. Sử dụng con chip là i5 Gen 10, nó tương đồng so với cả người đàn anh Surface Laptop 3 mà mình có trên tay ở đây. Anh em chỉ có cấu hình từ cơ bản là giá từ 549 đô, nghe nó rơi hơn chục triệu, khoảng tầm 13-14 triệu đấy. Thì anh em sử dụng con chip mới nhất này, nhưng mà RAM lại hơi hẹp, RAM chỉ có 4GB thôi. Và ổ cứng sẽ không dùng ổ cứng SD mà sử dụng bộ nhớ flash bình thường 64GB. Nếu mà anh em sử dụng văn phòng cơ bản thôi thì mình nghĩ là đây cũng là một sự lựa chọn rất là tốt, tại vì không cần phải đa nhiệm quá nhiều thì RAM 4GB vẫn có thể xử lý tốt. Có những cái điểm nâng cấp hơn so với cả người đàn anh laptop 3, đó chính là nút nguồn ở đây, nó sẽ có cả cảm biến vân tay luôn rồi, rất là xịn sò nha anh em nhé. Trong ảnh render của Microsoft ấy, thì mình thấy là cái viền màn hình của chiếc Surface Laptop Go này nó còn mỏng hơn cả Laptop 3. Nhưng không biết có phải thật không, phải có một sản phẩm trên tay thì mình mới có thể nói rõ hơn được cho anh em. Máy sẽ có 3 màu đặc biệt, đó là màu xám thạch anh, xám không gian hay xám thạch anh đây, màu xanh nhạt này, và màu gold. Mình sẽ để 3 màu trên màn hình cho anh em xem nhé. Rất là đẹp, rất là cá tính đấy. Microsoft nói là bàn phím sẽ có hành trình là 1.3mm, không quá khác biệt so với cả người đàn anh Surface Laptop 3. Bản lề thì khác hoàn toàn anh em nhé, thay vì như của Microsoft như thế này, cả một phần kim loại luôn, thì ở trên bản Surface Laptop Go nó sẽ là một cái bản lề trải dài, có vẻ là nhựa anh em ạ. Giá khởi điểm như mình nói lúc đầu ấy là 549 đô. Nếu anh em muốn một chiếc máy nhỏ gọn cơ động thì mình nghĩ chiếc laptop Surface Laptop Go này thì rất phù hợp với cả những anh em, những chị em, tại vì cân nặng nó chỉ có 1,1 cân thôi, dễ dàng đút động được, tiện dụng. Cổng kết nối thì vẫn giữ nguyên. Rồi, chúng ta sẽ sang sản phẩm thứ hai, đó là Surface X. Surface Pro X sử dụng chip SQ2. Chiếc máy này thì ngoại hình không có khác biệt tí tị tí ti là cho so với cả người tiền nhiệm Surface Pro X. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là hai cái, nó sử dụng một con chip SQ2. Microsoft cũng không nói là chip SQ2 này nó mạnh hơn chiếc SQ1 bao nhiêu, không nói gì cả, nhưng mà chỉ nói một câu, đó chính là nó hỗ trợ anh em thể chạy được app 64 bit. Rất là bất ngờ đấy, mình không nghĩ là chip ARM có thể hỗ trợ được 64 bit, nhưng mà mình sẽ chờ xem máy đến tay mình nó có sử dụng được phần mềm 64 bit mượt mà không nhá. Cần phần sản trên tay nữa. Thứ hai điểm khác biệt đó chính là nó bổ sung thêm một màu, đó chính là màu xám như mình có trên tay đây. Đấy, sẽ bổ sung thêm màu xám. Mặc định của chiếc Surface Pro X lúc đầu ấy nó chỉ có màu đen thôi, và màu đen ở trên chiếc Pro X nó rất dễ bám dấu vân tay. Mình kỳ vọng màu xám mới ra nó sẽ ít bám vân tay hơn, và nó nhìn nó cũng tươi trẻ hơn so với cả màu đen, phù hợp với cả nữ giới dùng nhiều hơn.
Giá thì không đổi anh em nhé. Giá của chiếc SQ1 thì nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà ở trên phiên bản Surface Pro X SQ2 nó chỉ có ở phiên bản RAM 16GB đổ lên thôi. Nghĩa là anh em không thể tìm kiếm được ở phiên bản Pro X giá rẻ đâu anh em nhé. Có một điểm mới nữa ở trên chiếc Surface Pro X, nó không phải liên quan đến máy, nó là liên quan đến phụ kiện. Ở trên Surface Pro X bàn phím đã có nhiều màu sắc tùy chọn hơn cho anh em. Hơn thế nữa ấy, Microsoft còn ra mắt nhiều màu hơn ở trên con chuột Surface Mobile màu, giúp anh em có thể tăng cá tính của mình, thể hiện cá tính của mình tốt hơn. Mình thấy Microsoft cập nhật như vậy là rất là ok, thay vì một màu đen đơn giản như ở phiên bản cũ. Chúng ta sẽ không có chiếc Surface Pro 8 mới và cũng không có những cái chiếc máy mà anh em nghĩ trong đầu và chờ đợi đó. Mình nghĩ là sẽ là sắp tới vào tháng 4, tháng 5 năm sau thì Microsoft sẽ ra mắt những phiên bản mới, ví dụ như là chiếc Pro 8, Studio 3 và laptop 4 thì sao? Anh em mong chờ sản phẩm gì? Ngoài những sản phẩm mới ra ngày hôm qua, anh em có thể để lại comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Mình là Long và đây là Đăng Vũ, sẽ cập nhật cho anh em chi tiết những cái sản phẩm sắp tới của Microsoft. Bye bye!